chỗ chỗ hai cậu kia không đều này. Không không không, mai lùi xuống tí đấy. Nhìn đoạn của Tú hơi trơ tí. Về nhà cậu nghĩ tiếp cái đoạn đấy, cái đoạn ở đấy. Hơi buồn cười đoạn sau của Tú một tí. Đoạn đấy các cậu bắt tay nhau ấy, xong mà giữ nhau ra, xong mà ngửa ra sẽ dễ hơn. Mấy cậu ạ, cầm tay nhau các cậu sẽ ấy ra được hơn, ngửa ra được nhiều hơn. Được chưa?